Chào toàn thể quý chị đang xem kênh bán hàng của ô tô Ferica Hải Dương. Trước mắt quý chị đây là một mẫu xe Kia. Đây, chiếc này là Kia K3 đời 2013, bản full option, động cơ làm việc là 2.0. Xe đã được chào bán tại Ferica Hải Dương mức giá là 475 triệu, bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc. Anh chị nào có nhu cầu mua mẫu xe này thì vui lòng liên hệ sớm với bên đây. Nhà em có số hotline là 0978 607 555 hoặc 0941 33788 337888. Xem xe tại địa chỉ số nhà 100.5 đường Trường Chinh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Chiếc xe này chủ xe đi rất là ít, khoảng tầm 6 vạn, 5-6 vạn gì đấy. Xe thì bên em đã rút hồ sơ sẵn rồi, bây giờ anh chị em nào lấy về chỉ việc cung chứng nối sang là đi nộp thuế bấm biển thôi, thủ tục rất là nhanh gọn. Xe thì cam kết chuẩn chỉ, cột keo cam chỉ nguyên zin, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Bản 2.0 này có ghế chỉnh điện và có hai vị trí nhớ, hai vị trí ghế lái. Hệ thống chống trơn trượt, vô lăng tích hợp cả phím bấm, màn hình DVD, điều hòa tự động hai vùng, rồi hệ thống chiếu sáng tự động, gương tự động. Bản 2.0 này thì mức tiêu hao nhiên liệu nó khoảng tầm 8-9 lít xăng 100 cây. Cửa gió hàng ghế sau, cửa sổ nóc, vừa lấy gió vừa lấy sáng. La răng hợp kim 17 inch. Cảm biến trước sau, em xin phép nhắc lại một lần nữa thông tin về chiếc xe này. Chiếc xe này là Kia K3 sản xuất năm 2013, bản động cơ 2.0, bản full rồi, đang được bán tại Ferica Hải Dương mức giá là 475 triệu. Anh chị em nào yêu thích mẫu xe này thì vui lòng liên hệ theo số hotline là 0978 607 555 hoặc số 0941 33788 để sớm được sở hữu mẫu xe mình yêu thích.